chào anh chị và các bạn nha. Hôm nay bên cửa hàng chiều mới vừa về thêm một chiếc Honda HR-V 2023 anh chị. Xe này được sản xuất là 2023 mẫu mới nhất bây giờ luôn nha. Đó, đèn chiếu sáng của nó dường như là full LED luôn, kể cả đèn cản luôn. Chạy có 13.000 cây à. Xe này khách hàng người ta đã lên sẵn cho anh chị một cái camera 360 nè. Đây, đó, vỏ là còn theo xe hết nha. Theo xe hết. Đây, đát 23 luôn nè. Đây, đát 23. Sổ đăng kiểm là 2023. Xe này khách hàng đã lên sẵn cho anh chị một cái màn hình Android. Đó, tích hợp cam 360. Và xe thì có là thắng điện tử, nè, tự động giữ thắng nè. Hỗ trợ đổ dốc nè. Số tự động mà chìa khóa thông minh. Và có nè, giữ làn luôn. Đo khoảng cách đầy đủ anh chị. Vô lăng này còn dày lắm. Đây nè, chạy có 13.000 cây à. Đó. Để chiều coi sổ bảo hành này nọ ha. Có sổ hướng dẫn sử dụng đầy đủ hết ở đây nè. Sổ bảo hành ở đây nè. Đây, sổ bảo hành nè. Không biết xe này còn bảo hành bao lâu. Đây là hướng dẫn sử dụng luôn nè. Cà vẹt nè. Đó. Nói chung là sổ cũng đầy đủ hết đó anh chị. Nè, có bảo hiểm 2 triệu đầy đủ hết ở đây nè. Đó. HR-V 2023 nha. Xe này đã sản xuất là 2023 luôn á. Một chủ từ đầu à, chạy lướt à, có cửa gió điều hòa phía sau này. Nhìn cái dàn ghế nỉ nhìn đẹp ghê anh chị à. À, nhìn rất là đẹp, còn mới tinh nè à. Cái chi tiết trong nội thất là còn mới tinh nè. Xe vẫn còn thơm mùi mới luôn á. 5 chỗ rộng rãi, gầm cao. Thiết kế xe đẹp nè, vỏ còn dày lắm. Quay luôn cái gầm cho anh chị coi nè, 2023 mà. Đây, đó, gầm bọng còn đẹp luôn nha. Sơn zin gần như là quanh xe luôn anh chị. Nè, thiết kế xe cũng đẹp nữa. Quay luôn cái bánh xe dự phòng. Cái đèn nhìn đẹp nha anh chị ạ. Cái đèn nhìn đẹp ghê á, rất là đẹp. À, khách hàng mua thêm cái lót nhựa cốp nè. Đó, bánh xe dự phòng đây nè. Vẫn còn vết sơn luôn, chưa có sử dụng luôn anh chị. Ở đây có cái đèn led cho cốp sau nè. Nè, hai cái đèn led. À, xe còn rất là mới luôn nha. Được cái xe này đi cũng tiết kiệm xăng lắm. Nó động cơ 1.5 mà nè. Đi nó khoảng tầm 5 lít rưỡi đến 6 lít 7 à. Rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. À, đây gặp phía sau cũng còn đẹp lắm. Đây nè. Đó. Còn rất là mới nha. Xe này sản xuất là 2023 gì. Màu này là màu trắng ngọc trai luôn á. Đó nè. Chất xe còn đẹp lắm. HR-V 2023 nè. Các chi tiết nè. Xi mạc chrome nè. Thấy không? Chỉ nè. Đẹp quá trời đẹp luôn. Xe này có dán phía có nhiệt rồi nè. Có ốp che mưa trên chị luôn rồi. Đầy đủ hết. Nè, có giữ làn đo khoảng cách luôn, có radar luôn gì nè, có radar nè, có thắng điện tử nè, tự động giữ thắng nè, hỗ trợ đổ dốc nè, chìa khóa thông minh nè, đó, nè, màn hình giải trí nè, cam 360 nét lắm. Đấy, chiều lùi cho anh chị coi nè, cam 360 nét lắm. Đó, vậy đây không, camera 360 nét, có lẫy số vô lăng luôn nè, đây, lẫy số vô lăng nè, đó nè, có ga tự động thông minh luôn á, có radar này đủ hết đó. Ở đây thì có cái gì ta, cái này cảnh báo điểm mù nè, đó, cái này cân bằng điện tử nè. Xe chạy có 13.000 cây anh chị, 13.000 cây. Để chiều đóng cái cửa lại nó mới hiện lên đây nè, đóng cái cửa lại nó mới hiện lên đây đó, 13.000 cây anh chị, chuẩn km luôn anh chị. Đó. Gương chỉnh điện đầy đủ ha, có cái là nó ghế là ghế cơ, nó không có chỉnh điện. Bản này bản G anh chị, bản G nhưng mà vẫn có radar ha. Vỏ là còn theo xe hết, đèn chiếu sáng thì full LED. Đó. Anh chị nào cần thêm thông tin về cái xe này thì kết bạn Zalo chị gửi thông tin cho. Đây nè, động cơ xăng 1.5. Động cơ còn rất là mới, xe chạy có 13.000 cây còn mới tinh. Đây là bản G nha. Đó. Khung xương mọi thứ nguyên bản hết. CRV bản G này hiện tại bây giờ anh chị mua mới nó không có hàng đâu chị. Đó, anh chị nào muốn tìm xe chạy lướt thì cứ ghé qua chỗ chiều coi thử cái xe HR-V này nha. HR-V này hiện tại bây giờ hãng nó không có hàng. Đó, còn anh chị nào mê cái mẫu này cứ đến coi mua xe lướt nó rẻ hơn. Xe này chiều bán giá có 710 triệu còn thương lượng. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp với chiều đến coi xe, chiều bớt thêm tí nữa cho anh chị.